Lê Thánh Tông, bắt đầu lên núi Cấm. Đường lên cua khá gắt. Độ dốc tăng 16%. Trong cái này thôi nhưng mà dốc lắm. Chỗ này thì để sau. Chắc là tìm đường lên. Đây đúng không? Đường này thì đâu? Xem trên đỉnh núi Cấm có gì nhé. Ở đây cũng có một bạn nước ngoài lên. You live here? Are you from here? No, no, I'm new here. New here? Yeah. Oh, okay. Traveling? Yes. Okay. Can we go higher or not? Or this is the top? I think this is the top, right? I think there's this way. Mm-hmm. Có một chặng nữa đường này. Rowan, okay, I can ask this Facebook later. Oh, okay. Yeah. You will go higher? Yeah. Go down? Yeah. Okay. Yes, we. Let's work. Let's go. Yeah, so beautiful. Đỉnh núi Cấm, nhìn từ trên cao. Beautiful. Xuống để uống tí cà phê xem nào. So, we are ready. You will turn to the left, right? Yeah, if I go to the left. And we go try ahead. Okay. Yeah. So what is your plan for tonight? Do you have any plan or you don't know yet? I don't know. Okay.
We can text if you want to meet. We can text. Okay. Yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. See you. See you again. Bye. Yay. Bảo tối nay đi uống bia. Tôi chưa biết. For the last wine, and then we go to, walk, go to the square. Okay. Okay.